đứng tại đây bạch tiểu thuần không nghe được ngoài trường thành có âm thanh gì khi bước lên bậc thang hắn cảm nhận được tiếng kêu gào yếu ớt cùng lúc đó cảm giác khó nói nên lời bộc phát máu huyết chảy nhanh chiến ý bộc phát không đúng, Bạch Tiểu Thuần lập tức ổn định tâm thần, hắn bước theo mọi người, đoàn người dễ dàng vượt qua bậc thang vạn dây, lúc đi lên cao, Bạch Tiểu Thuần nghe được tiếng gào thét càng ngày càng lớn, lúc bọn họ bước lên bậc thang cuối đứng trên tường thành hùng vĩ, âm thanh kinh thiên động địa trên chiến trường ập tới tiếng gào thét thê lương, tiếng cười, tiếng gào tức giận xen lẫn với tiếng nổ ầm ầm, cảnh tượng long trời lở đất xuất hiện trước mặt bọn họ, tường thành to lớn có thể cung cấp chỗ đứng cho trăm người đứng song song, nhưng tường thành rộng rãi như thế đã bị binh khí lắp kín trên người những tu sĩ này mặc áo giáp trên khải giáp mỗi người đều có đồ đằng trên người sinh ra khí và sát ý ngập trời có người điều khiển pháp khí cực lớn không ngừng bắn ra cột sáng tử vong xuống đám thổ dân có người đứng trên tường thành thi pháp công kích phía dưới còn có một ít người đang lơ lửng giữa không trung chém giết với oan hồn đang lao xuống cả chiến trường nổ mạnh đinh tai nhức óc bạch tiểu thuần vừa bước lên tường thành đầu óc trống rỗng hắn rung động trước cảnh tượng trước mắt cảm giác này chỉ xuất hiện trong nháy mắt sau khi hắn tỉnh táo liền dùng ánh mắt khó tin nhìn lý hoành minh hắn là người khôi phục đầu tiên trong đám người cho dù là triệu thiên kiêu vẫn chưa tỉnh táo hắn bị chiến trường chấn nhiếp bạch tiểu thuần khôi phục quá nhanh nên lý hoành minh kinh ngạc hắn vốn đứng xem náo nhiệt hắn quanh năm ở chỗ này và gặp qua không ít thí luyện giả mới tới vào lúc mỗi người đi lên tường thành đều cần một ít thời gian mới tỉnh táo lại cho dù khôi phục nhanh hơn nữa cũng cần mấy hô hấp hắn không ngờ tu sĩ trước mặt lại dùng không tới một hô hấp đã tỉnh táo lại xem bộ dáng của hắn cũng không xa lạ với chiến chan hát bê ảnh tiểu thuần thật sự không xa lạ gì hắn trải qua chiến tranh còn nhiều hơn đám người triệu thiên kiêu quanh năm tu luyện từ hạ du tu chân giới cho đến trung bình tu chân giới bạch tiểu thuần đều tự mình trải qua nhiều cuộc chiến tranh hắn đã quen thuộc cảm giác hãi hùng khê ép vía bạch tiểu thuần nhìn những tu sĩ trên tường thành ra tay nhìn các pháp khí chiến tranh nổ vang hắn lại nhìn ra ngoài trường thành bầu trời ngoài tường thành màu đỏ bầu trời Màu đỏ do chiến hỏa bộc phát quanh năm, ngay cả mặt đất cũng bị máu nhuộm đỏ, phía dưới tường thành có rất nhiều oan hồn, những oan hồn vô cùng dữ tợn, chúng gào thét thê lương và liều lĩnh. Xông lên tường thành, muốn diệt sát tu sĩ phòng thủ, những oan hồn kia nữ có nam có, trẻ có già có, chúng có chung đặc điểm hung tàn, Bạch Tiểu Thuần quan sát chung quanh, cho dù là mặt đất hay bầu trời đều có oan hồn vô tận ở phương xa còn có hồn hải không nhìn thấy điểm cuối cùng có oan hồn cắn xé hào quang màu đen trên tường thành có đánh giết tu sĩ có khai chiến với bác bì quân giữa không trung nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện bác bì quân tiến thối khác nhau những oan hồn chỉ có thể không ngừng trùng kích về phía trước chúng tấn công không có quy củ có tấn công màn sáng có truy đuổi tu sĩ không cách nào ảnh hưởng tới tường thành tu sĩ bác bì quân thì khác bọn họ vừa đánh vừa lui dựa vào tường thành và màn sáng hao phí thực lực oan hồn trừ những oan hồn hồn ở ngoài và hồn chiều phía sau, trong chiến tranh có những thân ảnh to lớn cao hơn một trượng xuất hiện, chúng có bộ dạng xanh sao vàng vọt nhưng khát máu và điên cuồng, bọn chúng nhìn tường thành với ánh mắt thù hận không gì sánh kịp. Bạch Tiểu Thuần nhận ra đám người này, đó là thổ dân những thổ dân đứng sau hồn triều nếu tìm được cơ hội sẽ lao tới phía trước bọn chúng bộc phát lực lượng thân thể cường đại chỉ nhảy vài cái đã bay lên tường thành như sao băng mỗi lần như vậy tu sĩ bác bì quân khẩn trương nhất có không ít tu sĩ bay ra đánh giết thổ dân tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra khắp nơi trên chiến trường huyết nhục mơ hồ đại chiến vô cùng thảm thiết tất cả những hình ảnh này tạo thành một bức tranh đối với bạch tiểu thần hắn đã nhìn quen rồi dường như đám thổ dân ngoài tường thành phát giác đám người bạch Tiểu Thuần xuất hiện, cũng nhận ra bọn họ là người mới, lúc này có một cự nhân cao một trượng rưỡi nhảy lên tường thành, tốc độ cực nhanh, hắn hóa thành một đạo hào quang, trên đường lao tới còn bấn niệm pháp quyết oan hồn bốn phía ngưng tụ lại bay thẳng đến vị trí đám người Bạch Tiểu Thuần, trong nháy mắt tới gần, thậm chí Bạch Tiểu Thuần có thể nhìn rõ từng cây răng vàng và đen của nó, thân thể cự nhân gầy gò nhưng ánh mắt vô cùng điên cuồng, đôi mắt lý hoành minh co rút lại, hắn bấm niệm pháp quyết sau đó điểm ngón tay phải vào tên thổ dân lúc này tu sĩ quân đoàn chung quanh cũng xuất động tấn công thổ dân đang lao tới bạch tiểu thuần bị ánh mắt thổ dân nhìn chằm chằm vào đáy lòng của hắn sợ hãi hắn càng lâm vào nguy cơ càng thể hiện chiến lực kinh người hắn không kịp suy nghĩ nhiều bỗng nhiên thông thiên pháp nhãn mở ra tia sáng màu tím hội tụ vào con mắt và bắn ra ngoài ánh sáng tím xuyên thấu hư vô nó vượt qua mọi người bắn chúng thổ dân thân thể thổ dân dừng lại và dãy giụa ngay sau đó bạch tiểu thuần đã bấm niệm pháp quyết bộc phát hàn khí kinh người, hư vô chung quanh thân thể cự nhân xuất hiện nhiều băng thứ sắc bé cùng lúc đó đám người Lý Hoành Minh cũng ra tay, ngay lập tức tiếng nổ vang vọng không gian, lúc tiếng nổ lớn bộc phát triệu thiên kiêu cùng Trần Nguyệt San mới tỉnh táo lại, sắc mặt hai người tái nhợt, lập tức ra tay giết địch, tên thổ dân cự nhân kêu gào thảm thiết, thân thể sụp đổ máu đen bắn tung tóe thân thể hắn không chạm vào tường thành, cũng không trúng màn sáng mà là rơi đại địa, mặt đất màu đen bị máu tươi ăn mòn hình thành lỗ thùng cực lớn. Máu huyết đám thổ dân này có độc tạp độc có thể ăn mòn tường thành, đây là thứ mới xuất hiện trong trăm năm qua, cho nên không tới lúc vạn bất đắc dĩ, chúng ta không cho đám cự nhân tiến tới gần tường thành, Lý Hoành Minh lên tiếng, ánh mắt nhìn qua mọi người, lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần đã thu hồi không ít khinh thường, Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hắn nhìn mặt đất bị máu tươi ăn mòn một lỗ to thổ dân không khác gì một vụ tạc lô sau khi đánh chết có thể nổ tung bạch tiểu thuần càng khẩn trương phát hiện ánh mắt lý hoành minh nhìn mình đã khác trước vì vậy hắn ngẩng cao đầu lên tiếng cuối cùng đã nhìn thấy chiến tranh nơi đây tâm nguyện bạch mỗ đã thỏa mãn chắc hẳn quy mô chiến tranh thế này không thấy nhiều trên người bạch tiểu thuần dần dần có một đạo khí thế sinh ra vậy thì sai rồi đây chỉ là quy mô nhỏ thôi chiến tranh như thế cách ba ngày sẽ diễn ra một lần lý hoành minh nhìn thấy bộ dạng bạch tiểu thuần như vậy càng ít khinh thường hơn hắn tươi cười giải thích một câu hắn không giải thích còn khá tốt vừa giải thích đã tạo thành chấn động trong lòng bạch tiểu thuần hắn nhìn biển oan hồn vô cùng vô tận bên ngoài lại nhìn thân ảnh thổ dân ẩn hiện trong đó thậm chí phát hiện phía sau hồn triều còn có không ít hung thú chưa sử dụng như vậy mới là quy mô nhỏ quy mô lớn sẽ có tới cỡ nào đáy lòng bạch tiểu thuần hoảng sợ hắn cảm thấy nơi đây quá nguy hiểm nhớ lại mình phải rời trường thành ba lần trong mười năm hắn lập tức đau đầu chư vị nơi đây quá nguy hiểm các ngươi đã nhìn thấy chiến trường là như thế nào không bằng chúng ta đi xuống thôi lý hoành minh mỉm cười nhìn đám người triệu thiên kiêu bạch tiểu thuần đang muốn đồng ý triệu thiên kiêu hít sâu một hơi ánh mắt hắn sáng người nhìn chiến trường bên dưới một lát lập tức nói lý huynh trận chiến này sẽ kéo dài trong bao lâu xem quy mô có lẽ tới nửa đêm hồn chiều tiêu tán một hai ngày sau sẽ bình tĩnh trở lại lý hoành minh quan sát chiến trường rồi trả lời như vậy triệu mỗ sẽ chờ ở nơi này sau khi chiến tranh chấm dứt cũng không lưu lại trường thành ta sẽ ra ngoài Bước vào man hoang, bắt đầu con đường lịch lãm rèn luyện của ta, Triệu Thiên Kiêu lên tiếng, Bạch Tiểu Thuần đã sớm biết suy nghĩ của Triệu Thiên Kiêu nên không ngoài ý muốn, Lý Hoành Minh lại sững sờ, ngươi muốn ra ngoài trường thành. Mục đích ta đến nơi này chính là muốn bước vào man hoang, Triệu Thiên Kiêu trả lời, Lý Hoành Minh nhìn Triệu Thiên Kiêu thật kỹ, trầm mặc một lát, lại ôm quyền cúi đầu. Lý Mỗ ở trường thành nhiều năm, gặp qua không ít người ra khỏi trường thành không quay trở về, Triệu Đạo Hữu thân phận cao quý lại quyết đoán như vậy, Lý Mỗ bái phục, chúc Đạo Hữu lên đường bình an, Triệu Thiên Kiêu nghe xong cười ha ha, khí tức bộc phát, hắn nhìn sang Trần Nguyệt San, Trần Nguyệt San che miệng cười cười, không nói gì nhưng đi tới bên cạnh Triệu Thiên Kiêu, nàng dùng hành động miêu tả quyết tâm của mình, nàng sẽ đi cùng Triệu Thiên Kiêu, mặc dù nàng cảm thấy bên ngoài quá nguy hiểm, dù nàng là thiên chi kiều nữ trong Tinh Không Đạo Cực Tông, có được rất nhiều thứ nhưng nàng không thèm quan tâm hai tùy tùng của triệu thiên kiêu và hai khuê mật của trần nguyệt san lại do dự bọn họ không nói gì lúc trước bọn họ có ý định đi cùng với triệu thiên kiêu nhưng trên đường đi tới nơi này trải qua nhiều nguy hiểm hiện tại tận mắt nhìn thấy chiến tranh nội tâm bọn họ dao động lúc này trầm mặc cúi đầu xuống triệu thiên kiêu không chú ý hắn mỉm cười nhìn bạch tiểu thuần tiểu thuần muốn ra ngoài hay không bạch tiểu thuần ho khan hắn chỉ là kim đan hậu kỳ ra ngoài rất không ổn thỏa nếu chờ mình đột phá kim đan đại viên mãn lại ra trường thành khi đó năng lượng tự bảo vệ sẽ nâng cao rất nhiều, chỉ cần tùy ý ứng phó sau đó quay về, có lẽ nguy hiểm không lớn, nếu sống qua 10 năm, lại mang thiên nhân hồn trở về đổi lấy một phần ngũ hành thiên thú hồn, hắn có thể ổn thỏa đột phá nguyên anh, hắn cảm thấy đây mới là con đường mình cần đi, đã có quyết định, bạch tiểu thuần càng kiên định tín niệm của mình, đang nghĩ ngợi nên trả lời thế nào mới không làm người khác nghĩ mình không dám đi, đột nhiên tu sĩ bác bì quân kêu to, tu sĩ tại một khu vực trên trường thành khiếp sợ quát lớn, có có không ít người không tiếc linh khí bản thân bộc phát toàn bộ tu vi, Bạch Tiểu Thuần và đám người Triệu Thiên kiêu ngạc nhiên với biến hóa bất ngờ, lập tức nhìn sang chiến trường, bọn họ phát hiện hồn triều vô tận dừng lại đột ngột, chúng dừng công kích, sau khi dừng lại chúng liền lui ra phía sau, sắc mặt chúng không còn hung tàn, thay thế bằng ánh mắt cơ trí, cảm giác cơ trí không phù hợp khi xuất hiện trên người oan hồn, nếu chỉ như thế cũng bỏ đi, toàn bộ đám oan hồn ngẩng đầu, chúng thống nhất gào thét chói tai, sau khi gào thét chúng liền dung hợp với oan hồn khác, sau khi dung hợp, trên chiến trường hiện tại hình thành hơn 10 hồn ảnh thân thể cao mấy trăm trượng, thân thể tráng kiện tràn ngập vô số gương mặt oan hồn giống như hồn đế, trong tay cầm pháp khí khác nhau, khí bùng nổ làm thiên địa phong vân biến ảo khó lường, hơn 10 hồn đế vừa xuất hiện, chúng gào thét và vung vẩy pháp khí, tâm thần người nhìn thấy đều chấn động, bạch tiểu thần mở to mắt, hắn nhận ra đám hồn đế này không khác gì hồn đế trong thí luyện màu xanh trên tinh không đạo cực bảng, bộ dáng khác nhau nhưng khí tức giống như đúc này này, và Quất Bạch Tiểu Thuần nhớ tới sự đáng sợ của hồn đế, lập tức hãi hùng khiếp vía, nhất là đám hồn đế nơi này cho hắn cảm giác sâu không lường được, chúng có thể sánh ngang Nguyên Anh, không chỉ như vậy, trên chiến trường trừ đám hồn đế to lớn xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần còn nhìn thấy bên ngoài chiến trường có một ít hồn đặc thù, oan hồn tầm thường không có thần trí cũng không biết sử dụng pháp bảo, chỉ hành động theo bản năng, thân thể mơ hồ hư ảo như sương mù, hiện tại có 7, 8 thân ảnh đen kịt xuất hiện ở xa xa, những thân ảnh này này lơ lửng giữa không trung quanh người chúng có một tia sét màu đen chạy quanh trừ tia chớp còn có vô số oan hồn vây quanh chúng thân thể không ngừng dung hợp với nhau bộ dáng không giống người không giống thú trong tay cầm vũ khí cực lớn tiến tới gần trường thành ở nơi xa còn có một đám sương mù xuất hiện sương mù cuồn cuộn tạo thành một con chiến mã có khói đen bao phủ toàn thân đôi mắt đỏ rực như ác quỷ trên chiến mã có một thân ảnh mặc quần áo xám đang ngồi người mặc áo bào xám không phải oan hồn cũng không phải thổ dân mà là tu sĩ hoặc nói kẻ này giống tu sĩ thân thể thon dài tay và móng tay không bẩn ngược lại còn trắng sáng trên người xuất hiện khí tức cao quý hắn không tới đây một mình bên cạnh hắn còn có bảy tám nam tử đi cùng bọn họ không ăn mặc hoa lệ nhưng y phục không tàn phá rách dưới mỗi người đều có dung mạo tuấn mỹ đều quan sát chiến trường trên người bọn họ có gợn sóng tu vi chấn động cảnh giới kết đan đám cự nhân cao lớn chung quanh bọn họ hoảng sợ chúng cúi đầu hành lễ nhìn con chiến mã bao phủ trong khói đen trước mặt Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến thiết đàn, hắn lại nhìn người áo bào xám trên người chiến mã, trong nháy mắt nhìn sang, Bạch Tiểu Thuần cảm giác người này bất phàm, hắn ngồi trên ngựa giống như vương giả của đám thổ dân và oan hồn, chỉ một mình hắn có thể điều khiển toàn cục. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới điểm này liền nhớ tới Trần Mạn Giao và thế lực sau lưng nàng, Lý Hoành Minh khiếp sợ khi phát hiện nam tử áo bào xám xuất hiện trên chiến trường. Không nghĩ tới chiến tranh quy mô nhỏ lại xuất hiện hồn tu cùng luyện hồn sư và quất hồn tu luyện hồn sư triệu thiên kiêu nhìn chằm chằm vào người áo bào xám nội tâm sinh ra hàn ý hệ thống tu hành của man hoang từ thấp lên cao theo thứ tự là oan hồn thổ dân hồn tu và luyện hồn sư trong đó hồn tu là cường giả trong man hoang thổ dân chỉ là nô bộc của bọn họ bởi vì bọn họ không có linh khí tu hành cho nên lui mà cầu tiếp theo hấp thu hồn nguyên thay thế linh lực vì vậy xuất hiện tồn tại đặc thù gọi là hồn tu người phụ trách bắt oan hồn cường đại, dùng phương pháp đặc thù luyện ra hồn nguyên cung cấp hồn tu hấp thu, loại người này số lượng thưa thớt nhưng không thể thiếu trong man hoang, cực kỳ chân quý, đó chính là luyện hồn sư luyện hồn sư rất đáng sợ mỗi người đều là cường giả bọn họ có thể điều khiển oan hồn luyện hóa oan hồn một ít người đặc thù có thể trợ giúp oan hồn mạnh hơn lý hoành minh giải thích khi lý hoành minh giải thích hồn tu và luyện hồn sư người áo bào xám trên lưng ngựa nâng tay phải chỉ thẳng vào tường thành lập tức mười mấy hồn đế to lớn lao thẳng về phía tường thành cùng lúc đó hung thú chung quanh cũng lao lên cũng không phải tất cả đều ngưng tụ tại nơi này vẫn tồn tại vô số oan hồn chưa dung hợp vây quanh hồn đế chúng cùng nhau tấn công, thậm chí những thổ dân cùng gào thét tiến công tường thành, cũng chỉ có người áo bào xám và bảy tám hồn tu áo đen đứng nguyên tại chỗ nhìn chiến trường, chiến tranh lại thăng cấp, tiếng nổ lớn và giết chóc kinh thiên động địa sinh ra, âm thanh giết chóc vang vọng bốn phía, triệu thiên kiêu quan sát chiến trường, bên tai vẫn còn quanh quẩn lời Lý Hoành Minh nói, đối với man hoang, mặc dù hắn hiểu biết không bằng lão binh như Lý Hoành Minh, hắn chỉ muốn chiến đấu và rèn luyện chính mình mà thôi, bạch tiểu thuần liếm liếm bờ môi, ánh mắt nhìn qua người áo bào xám và bảy tám hồn tu khác với triệu thiên kiêu, bạch tiểu thuần từng tiếp xúc với man hoang, bởi vì có qua lại cho nên hắn xem lời lý hoành minh nói là cách giải thích khác. Trong man hoang, cho dù là oan hồn hay thổ dân đều không phải chúa tể chính thức, chúa tể chân chính là những người bị đuổi vào man hoang, tu sinh tự dưỡng, cũng là nghịch tặc có lẽ số lượng của những người này lúc trước không nhiều trải qua bao nhiêu năm sinh sôi nảy nở và tích lũy thực lực nhưng nơi đây quá cằn cỗi bọn họ chỉ có thể hấp thu hồn nguyên tu hành cho nên sinh ra hồn tu về phần luyện hồn sứ bọn họ là những kẻ nổi bật trong ò ồn tu có thể luyện dược luyện pháp bảo bạch tiểu thuần suy nghĩ thật nhiều trần nguyệt san đứng bên cạnh lại lên tiếng hồn tu đã cường đại như thế luyện hồn sư lại rất thưa thớt vì sao bọn chúng còn xuất hiện tại nơi đây chỉ bằng mấy người kia cũng dám khiêu chiến trưởng thành bọn chúng không sợ cường giả tinh không đạo cực tông ra tay chém giết bọn chúng hay sao vấn đề này không chỉ trần nguyệt san khó hiểu triệu thiên kiêu cũng muốn hỏi bạch tiểu thuần nhìn về phía lý hoành minh lý hoành minh không nói gì hắn nâng tay cầm một ngọc giản hắn ra lệnh vào trong khu vực khác của tường thành đã vận dụng mười mấy pháp khí hình dạng trường cung trường cung sinh ra chấn động vô cùng khổng lồ sau đó hơn 10 cột sáng bắn ra ngoài, những nơi đi qua hư vô vạn vẹo, trực tiếp xuyên thấu thân thể mấy hồn đế, đám hồn đế kêu la thảm thiết sau đó thân thể sụp đổ, những cột sáng thế như trẻ tre, chúng dễ dàng phá hủy oan hồn đặc thù và đám thổ dân trên đường đi, cuối cùng bay thẳng vào người luyện hồn sư, tiếng nổ kinh người, hơn 10 cột sáng có thể hủy diệt tu sĩ Nguyên Anh nhưng lúc chạm vào luyện hồn sư, ngay cả những hồn tu chung quanh luyện hồn sư cũng bị hủy diệt, thân thể tan vỡ yển nhiên bọn họ không tử vong xuất hiện tại chiến trường không phải thân thể chân thật mà là một loại pháp thuật chiết xạ ánh sáng, Trần Nguyệt San sững sờ, ánh mắt Triệu Thiên Kiêu mở to, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không tin vào mắt mình. Vào lúc ta mới xuất hiện trong trường thành, ta cũng có khó hiểu như các ngươi, khi đó không có người nào cho ta biết đáp án, về sau ta dần dần hiểu ra, Lý Hoành Minh lên tiếng, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hiển nhiên đã sớm biết như vậy. Ngươi hiểu man hoang không?" Lý Hoành Minh nhìn sang Trần Nguyệt San. Phạm vi man hoang to lớn, còn lớn hơn cả thông thiên hà chúng ta nhiều, ngươi cũng đã biết nơi đây có oan hồn vô biên vô hạn, chúng tích lũy suốt mấy vạn năm, thổ dân vừa ra đời đã có thiên phú thần lực, sau khi thành niên có thể cao hơn ngàn trượng, là cự nhân chân chính. Trong man hoang có rất nhiều hung thú, ngươi biết rõ không? Man hoang phải đối mặt không chỉ một mình tinh không đạo cực tông chúng ta, mà là Tất cả tông môn trong lưu vực Thông Thiên Hà, không chỉ chúng ta mới có thiên nhân, bán thần không phải độc quyền của tu sĩ, Bạch Tiểu Thuần nghe Lý Hoành Minh nói thế, lại nhìn vào vị trí đám luyện hồn sư vừa đứng, chiến trường vẫn chém giết thảm thiết, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bên ngoài thật đáng sợ, vào lúc mọi người đang than thở, Triệu Thiên kiêu ngửa mặt lên trời cười lớn. Nếu man hoang quá yếu, có ra ngoài lịch lãm rèn luyện cũng không có ý nghĩa gì, man hoang tàng long ngọa hổ, đối với Triệu Mỗ mà nói mới có tác dụng huống hồ man hoang mạnh hơn nữa có thiên nhân có bán thần nhưng chúng ta có thiên tôn có thiên tôn tồn tại man hoang vĩnh viễn chỉ là man hoang vĩnh viễn bị ngăn cản bên ngoài trường thành đừng mơ tưởng chiếm thông thiên hải khi triệu thiên kiêu nói những lời này trên người hắn sinh ra chiến ý giạt rào khí thế mạnh mẽ không gì sánh nổi lý hoành minh nghe xong cũng cười to Đúng vậy, chúng ta có thiên tôn, man hoang chỉ có thể bị ngăn cách bên ngoài trường thành, cho dù đánh bao nhiêu năm cũng như thế, Lý Hoành Minh cười vang, hắn rất tán thành người như Triệu Thiên Kiêu, hai người cười to nhìn nhau, Triệu Thiên Kiêu nghiêng đầu nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, nội tâm Bạch Tiểu Thuần khẩn trương. Tiểu Thuần, nơi này có quá nhiều oan hồn, nghe man hoang mạnh như thế, người có sợ không? tu hành là chuyện nghịch thiên mà đi tu sĩ đời ta nên quát tháo phong vân chỉ có như vậy mới thành tựu bán thần đại đạo bạch tiểu thuần nghe lý hoành minh cùng triệu thiên kiêu nói chuyện trên người hắn cũng sinh ra khí thế hào hùng hắn cảm giác mình không thể e sợ vì vậy hắn mở to mắt ngẩng đầu vỗ ngực ta sợ ai nói ta sợ bạch tiểu thuần ta muốn tiêu diệt đám oan hồn nho nhỏ trước mặt quá dễ dàng bạch tiểu thuần nói xong liền nhìn thẳng vào hồn triều vô tận bên ngoài cũng nhìn chằm chằm vào đám hồn đế vì để chứng minh lời mình nói có sức thuyết phục muốn người khác biết rõ bạch tiểu thuần không sợ hắn vỗ túi chữ vật mang ra một viên ngưng hồn đan hắn cầm đan dược trong tay sắc mặt khinh thường ném ra bên ngoài trường thành Thu cho ta, sau khi ném đan dược ra xa, bạch tiểu thuần đứng tại chỗ bấm niệm pháp quyết điểm vào đan được, viên đan dược bay ra khỏi trường thành và rơi vào đám oan hồn, không chờ nó rơi xuống đất, ngón tay bạch tiểu thuần điểm vào hư không, đan dược nổ tung, trong nháy mắt đan dược nổ tung sinh ra hấp lực vô cùng kinh người, hấp lực không ngừng khuếch tán ra bốn phía, một lỗ đen xuất hiện trong phạm vi mấy trăm trượng ngoài trường thành, đám oan hồn đang gào thét ngoài trường thành nằm trong phạm vi mấy trăm trượng của đan dược, chỉ trong nháy mắt mắt chúng bay ngược ra phía sau, các tu sĩ bác bì quân trên tường thành không dám tin những gì mình đang nhìn thấy tất cả oan hồn trong phạm vi mấy trăm trượng không bị khống chế tất cả bọn chúng đều tụ tập vào giữa trung tâm vụ nổ bản thân đám oan hồn không kịp chuẩn bị trong nháy mắt đã dính chặt vào nhau phạm vi mấy trăm trượng không còn một oan hồn nào đứng từ xa dễ dàng nhìn thấy oan hồn vô cùng vô tận lại xuất hiện một khu vực trống trải mấy trăm trượng tất cả mọi người muốn không chú ý cũng không được bọn họ mở to mắt nhìn tất cả oan hồn ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành một hồn cầu nhỏ như viên đan dược rơi trên mặt đất ngàn vạn oan hồn trong đan dược gào thét dẫu rụa nhưng không thoát được, không chỉ các tu sĩ trên tường thành không dám tin, ngay cả đám thổ dân trên chiến trường cũng ngạc nhiên không nhỏ, thậm chí oan hồn bốn phía cũng dừng lại, cho dù mấy hồn đế cũng ngạc nhiên ngây người là, đầu óc Lý Hoành Minh chấn động mạnh, hắn xem hành động lúc trước của Bạch Tiểu Thuần là chết sĩ diện, hiện tại hắn ngẩn ngơ như người say rượu, Triệu Thiên Kiêu khó tin nhìn khu vực mấy trăm trượng trống trải, nhìn mấy vạn oan hồn đang dẫy rụa trong hồn cầu, hắn khiếp sợ nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, Trần Nguyệt San và mấy tùy tùng chấn động mạnh nhất, nhất là đám người Trần Nguyệt San nhớ lúc Bạch Tiểu Thuần tham gia thí luyện màu xanh. Trời ơi! Đây là việc gì? Vừa rồi! Vừa rồi là pháp bảo gì? trước kia chưa từng gặp qua cũng không ngờ thứ vừa rồi có tác dụng kinh người với đám oan hồn như thế hắn là ai tu sĩ bác bì quân trên tường thành ngơ ngác một thời gian ngắn bọn họ xôn xao nhìn sang bạch tiểu thuần bọn họ không dám tin vào mắt mình chỉ tiện tay ném viên đan dược ra ngoài chẳng những có hiệu quả kinh người còn làm mọi người chấn động bạch tiểu thuần phấn chấn lập tức lấy một đống tụ hồn đan ném ra ngoài như thiên nữ tán hoa sau đó bấm niệm pháp quyết trên chiến trường có nhiều vụ nổ bộc phát rất nhiều oan hồn kêu thảm thiết từng khu vực biến thành trống chảy có một hồn đế cũng bị đan dược nổ gần thân thể và bị hút vào hồn cầu, mọi người rung động khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, phát hiện hiệu quả tốt như vậy, Bạch Tiểu Thuần vui vẻ vung tay áo liên tục, ai nói ta sợ. Bạch Tiểu Thuần ta xuất hiện ở nơi nào, đám oan hồn sẽ tan thành mây khói ngay lập tức. Ta sợ chúng. Bạch Tiểu Thuần ta sợ sao, nội tâm Bạch Tiểu Thuần đắc ý, hắn cố gắng bày ra hình tượng anh hùng thiết huyết, chỉ cần có người nào dám nói hắn sợ, hắn sẽ lập tức liều mạng với người đó ngay lập tức, phối hợp với tụ hồn đan hắn vừa ném ra ngoài, hiệu quả chấn nhiếp vô cùng to lớn, chiến trường lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi, tu sĩ bác bì quân trên tường thành cuồng nhiệt khi nhìn Bạch Tiểu Thuần, ngay cả triệu thiên kiêu cũng ngừng thở vừa rồi hắn chỉ thuận miệng nói mà thôi không nghĩ tới bạch tiểu thuần phản ứng lớn như vậy phất tay diệt không biết bao nhiêu oan hồn thậm chí không chỉ như vậy tu sĩ bác bì quân trong phạm vi quan tài đỏ cực lớn phía sau cũng chú ý tới tình hình bên này các quan chỉ huy đều nhìn bạch tiểu thuần bạch tiểu thuần ta trải qua rất nhiều cuộc chiến lúc trước linh khê tông và huyết khê tông đại chiến tông môn bị một mình ta ngăn cản hai tông dung hợp với nhau chinh chiến cả hạ du tu chân giới bạch tiểu thuần ngẩng đầu nhìn phương xa trên người bộc phát sát khí khủng khiếp ta tung hoành trong trăm vạn đại quân dung đan khê nuốt huyền khê ta cũng là người đặt tên cho nghịch hà tông bạch tiểu thuần ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn chiến trường hào khí vượt mây nghịch hà tông đại chiến không hà viện bạch mỗ đánh giết không biết bao nhiêu cường địch càng điều khiển thân thể huyết tổ ngăn cản nội tình trí bảo không rong tà thục của không hà viện lý đạo hữu vừa rồi ngươi giật mình khi bạch mỗ bước vào trường thành không bị tràng diện chiến tranh làm hoảng hốt hiện tại ngươi hiểu nguyên nhân chưa từ khi Bạch Mỗ tu hành đến nay đã trải qua quá nhiều cuộc chiến, trên người Bạch Tiểu Thuần bộc phát khí chất kiên cường cương nghị, trong mắt hắn mang theo thần thái trầm ổn, giọng nói trầm thấp như lão nhân trải qua năm tháng tang thương, hắn càng như thế, cảm giác thiết huyết không sợ sinh tử càng mãnh liệt, tâm thần mọi người chấn động, Lý Hoành Minh hít thở dồn dập, bọn họ không biết Bạch Tiểu Thuần, đây là lần đầu tiên gặp mặt, sở dĩ bị bộ dạng và khí thế cùng ngôn từ của Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp, không phải bọn họ ngu dốt, thật sự là do tụ hồn đan tạo thành hiệu ứng oanh động quá lớn, quá mức, có rung động hiệu quả, tích tụ các hiệu ứng mới sinh ra hiệu quả như hiện tại, thậm chí đám thổ dân ngoài trường thành cũng hãi hùng khiếp vía, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí không dám tiếp tục đánh về phía trước, đám oan hồn không ngừng lui ra phía sau. Tiểu thuần, là sư huynh trách oan ngươi, triệu thiên kiêu tự trách, hắn nhìn thẳng bạch tiểu thuần, nhớ lại thời điểm ở chung với bạch tiểu thuần, hắn ôm quyền cúi a ầu tạ lỗi không sao sư huynh không nên cho rằng bạch tiểu thuần ta không sợ chết trên thực tế ta rất sợ chết bởi vì ta sự tử vong không có ý nghĩa ta sợ người thân của ta sống không có tương lai bạch tiểu thuần phất tay áo lời lẽ tang thương nhưng trong lòng vui vẻ cảm giác mình đã đánh ra danh tiếng về sau ai còn dám nói mình sợ ra chiến trường tiểu thuần triệu thiên kiêu chấn động triệu sư huynh ta hiểu tâm ý của ngươi không cần nhiều lời cuộc chiến trước mắt chưa chấm dứt, Lý Đạo Hữu không nên bỏ qua cơ hội, còn không hạ lệnh khai chiến, không nên làm cơ hội bạch mỗ sáng tạo trôi qua, bạch tiểu thuần nói nhỏ, Lý Hoành Minh nhìn bạch tiểu thuần thật lâu, hắn không nhiều lời, liên tục ra lệnh tấn công, lúc này rất nhiều pháp khí trên tường thành nổ vang, từng cột sáng bắn ra ngoài, càng có không ít tu sĩ bay lên cao thi triển thần thông pháp thuật, trong thời gian ngắn chiến trường sinh ra hàng loạt tiếng nổ mạnh, đám oan hồn ý định dẫy rụa, bạch tiểu thuần thỉnh thoảng ném tụ hồn đan phá tan oan hồn, cuối cùng chúng không thể không lui ra phía sau, sau khi tụ hồn đan nổ tung, phạm vi mấy trăm trượng biến thành trống trải, hồn chiều vô tận đã bị tụ hồn đan thanh lý ngay lập tức, chúng ngưng tụ thành hồn cầu, tiếng kêu thảm thiết và tức giận oanh động tứ phương, khi hồn chiều giảm mạnh, những thú giữ kia và thổ dân không nơi che chắn, căn bản không thể ngăn cản pháp khí trên trường thành, bọn chúng liên tục tử vong, đối với thổ dân, oan hồn là căn bản của bọn họ, xua đuổi oan hồn oanh kích trường thành chính là chiến lơ của man hoa. Hoàng. hiện tại cách này đã mất hiệu quả tâm thần bọn họ rung động bọn họ cảm thấy chiến trường khác xa dĩ vãng quá nhiều sau khi thiệt hại quá lớn bọn chúng không thể không rút lui trận chiến tranh phải đánh tới nửa đêm hiện tại vẫn chưa tới hoàng hôn liền chấm dứt cuộc chiến kết thúc tu sĩ bác bì quân vẫn còn cảm giác không tưởng tượng nổi bọn họ đánh nhau với thổ dân và oan hồn nhiều năm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy đối phương rút lui nhanh như vậy trận chiến này đa tạ bạch đạo hữu nhìn đám thổ dân man hoang chật vật lui ra sau lý hoành minh ôm quyền cúi đầu với bạch tiểu thuần sắc mặt vô cùng chân thành trường thành có tác dụng phòng hộ tu sĩ không đến lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không ra ngoài đánh giết chẳng những lý hoành minh như thế các tu sĩ bác bì quân trên tường thành cũng ôm quyền với bạch tiểu thuần không cần cảm ơn ta tất cả vì lưu vực thông thiên hà vì đồng bào và tông môn chúng ta nếu thật nói cảm tạ, cũng là Bạch Tiểu Thuần ta cảm tạ các ngươi, nếu không có các ngươi quanh năm thủ hộ nơi này, ta cũng không có thời gian tu hành an nhàn. Chư vị đạo hữu, cảm ơn các ngươi, Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu thật sâu, lời lẽ chân tình còn mạnh hơn ngàn vạn lời khen, mọi người nơi đây nhìn Bạch Tiểu Thuần thuận mắt hơn trước, cũng tán thành hắn rất nhiều, Lý Hoành Minh cười ha hả triệu huynh bạch huynh đến đến hôm nay nhất định phải nâng cốc ăn mừng với lý mỗ lý hoành minh vừa cười vừa nói hắn kéo bạch tiểu thuần cùng đám người triệu thiên kiêu xuống dưới tường thành thái độ trên đường đi khác với lúc trước nhiệt tình giới thiệu trường thành và đàm luận man hoang cũng không dẫn mọi người về khách sạn mà là vào một đình viện nơi này là chỗ ở của lý hoành minh có thị nữ chuẩn bị hai bàn tiệc rượu mọi người nhanh chóng bàn luận vui vẻ triệu huynh, ra ngoài trường thành nguy cơ tứ phía, ta biết rõ lai lịch ngươi không tầm thường, nhất định có một ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng, ta có một ngọc giản, chính là địa đồ miêu tản man hoang đơn giản khi ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, có lẽ ngươi sẽ dùng đến, Lý Hoành Minh nâng chén rượu uống cạn, sau đó đưa cho triệu thiên kiêu một ngọc giản. Đa tạ, triệu thiên kiêu gật đầu bạch lão đệ ta biết ngươi có trí nguyện vĩ đại cho dù như thế nào ngày sau có chỗ cần lý mỗ giúp ngươi lên tiếng là được lý hoành minh nhìn thẳng bạch tiểu thuần hắn thật tâm xem trọng bạch tiểu thuần muốn kết giao bạch tiểu thuần không nói hai lời cầm chén rượu uống cạn ba người cười ha ha trần nguyệt san yên tĩnh nhìn ba người nàng vui vẻ rót rượu cho bọn họ thời gian trôi qua đêm khuya đã tới ba người đều là tu sĩ kết đan cũng có tâm kết giao với nhau sau khi trò chuyện sung sướng càng nói về những tâm đắc tu hành của nhau, cảm thấy lúc này được lợi ích không nhỏ, thẳng đến khi trời sáng, Triệu Thiên Kiêu đặt chén rượu xuống, trong mắt mang theo tinh quang, hắn vận chuyển tu vi bước mùi rượu ra ngoài. Tiểu Thuần, Lý Huynh, Triệu Mỗ phải cáo từ, hy vọng lúc ta trở về, ba người chúng ta còn tiếp tục uống rượu với nhau, nói xong Triệu Thiên Kiêu ôm quyền, Bạch Tiểu Thuần cùng Lý Hoành Minh đưa tiễn, chờ Triệu Thiên Kiêu cùng trần nguyệt san tạm biết mấy tùy tùng hai người ly khai đình viện có tu sĩ bác bì quân dẫn đường bọn họ theo đường hầm rời khỏi trường thành đi man hoang mấy tùy tùng của bọn họ cũng rời đi triệu sư huynh lên đường bình an bạch tiểu thuần nhìn bóng lưng triệu thiên kiêu hắn rất phục triệu thiên kiêu bội phục tu vi bội phục tâm tính đối phương thậm chí nội tâm còn kém một chút nữa đã đi theo đối phương vào man hoang bạch tiểu thuần giật mình nén xúc động vừa rồi triệu sư huynh có đường của hắn mà ta cũng có đường của mình bạch tiểu thuần thu hồi ánh mắt hắn nâng chén rượu uống cạn Đường của ta là quay về thành Đông Hải, ta sẽ ở gần nơi đó, chờ 8 9 năm rồi đi man hoang, cũng không ở phá địa phương này, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ cẩn thận, hắn đứng lên muốn cáo từ Lý Hoành Minh bạch huynh ngươi muốn rời đi lý mỗ cũng không ở lại lâu quân lệnh trên người ngày sau như có cơ hội sẽ tương kiến ta sẽ tụ hợp với ngươi lý hoành minh không nhiều lời hắn tự mình tiễn bạch tiểu thuần ra ngoài đi vào hướng chủ thành đi lên trường thành trên đường đi ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao bạch tiểu thuần thỉnh thoảng nhìn sang bầu trời man hoang đáy lòng chúc phúc triệu thiên kiêu cùng trần nguyệt san bình an kiên quyết cất bước đi về cửa hông hắn muốn rời khỏi trường thành Lý Huynh, hữu duyên gặp lại, Bạch Tiểu Thuần quay người, hắn cảm khái nhìn Lý Hoành Minh. Tiểu Thuần, Lý Hoành Minh trần chờ một lát, kỳ thật ta cảm thấy nơi này rất thích hợp với ngươi, ngươi không cân nhắc gia nhập bác bì quân sao. Nếu ngươi gia nhập, Lý Mỗ nhất định toàn lực giúp ngươi, Lý Hoành Minh nói rất nghiêm túc a à hát bạch tiểu thuần nghe câu này tất cả cảm khái trong nội tâm lập tức tiêu tán thậm chí tim gan như muốn vỡ nát hắn không muốn ở nơi này vừa nghĩ tới nơi đây quá nguy hiểm bạch tiểu thuần nhanh chóng lắc đầu hắn đang suy nghĩ nên nói thế nào để không bị xem thường ta cũng muốn đáng tiếc gia nhập bác bì quân không dễ dàng ta không muốn lý huynh mệt nhọc vì ta một ngày nào đó ta sẽ dựa vào cố gắng của mình gia nhập thiết huyết đường ta đi trước đây bạch tiểu thuần trả lời rất tình cảm sợ lý hoành minh lại nói thêm lời nào đó hắn nhanh chóng quay người bước về phía cửa hông không chờ hắn bước đi đã có một giọng nói uy nghiêm từ hư vô vang lên ngươi muốn gia nhập bác bì quân sao giọng nói này vô cùng uy nghiêm dường như mang theo uy lực vô cùng nhất ngôn cửu đỉnh bạch tiểu thuần vừa nghe đã chấn động tâm thần người nói chuyện là nam tử trung niên mặc quần áo màu đen lúc trước còn ở xa chỉ trong nháy mắt bước một bước đã xuất hiện trước mặt bạch tiểu thuần ngăn cản hắn rời đi a hát bạch tiểu Thuần mở to mắt, ngơ ngác nhìn thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, đối phương xuất hiện quá nhanh, giọng nói vẫn còn quanh quẩn bên tai nhưng người đã tới ngay trước mặt mình, thực lực của người này vô cùng khủng khiếp, áo choàng đen, dung nhan tuấn tú, tuy là trung niên nhưng trên người sinh ra mị lực kỳ lạ, chẳng những không có giảm bớt ngược lại còn lắng động theo năm tháng, đôi mắt thâm thúy như ẩn chứa cả bầu trời, bạch tiểu thuần vừa nhìn vào mắt đối phương đã bị mê hoặc người này mặc quần áo tùy ý nhưng hắn đứng nơi đó giống như dung hợp với thiên địa. Địa, mặc dù không bằng thiên nhân đạt tới trạng thái thiên nhân hợp nhất nhưng đã có thể vận dụng lực lượng thiên địa cho mình sử dụng, chiến lực siêu quần, đây không phải cảnh giới thiên nhân nhưng cũng là nguyên anh đại viên mãn, sau khi cảm ngộ thiên địa pháp tác đến trạng thái nhất định sẽ bước vào cảnh giới chuẩn thiên nhân bạch tiểu thuần hít thở dồn dập nói tất cả rất dài dòng nhưng trên thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt lý hoành minh nhìn rõ nam tử trung niên vừa xuất hiện liền biến sắc sắc mặt vô cùng nghiêm túc thậm chí trong mắt còn mang theo cuồng nhiệt hắn ôm quyền cúi đầu thật sâu bái kiến quân chủ nghe bốn chữ này nội tâm bạch tiểu thuần chấn động mạnh hắn lập tức đoán được người này là ai dù sao có thể được lý hoành minh gọi là quân chủ lại xuất hiện tại nơi này hiển nhiên chỉ có thể là tướng quân bác bì quân, vì vậy hắn lập tức ôm quyền cúi đầu. Bái kiến quân chủ, ta hỏi ngươi, ngươi muốn gia nhập bác bì quân không? Nam tử áo đen nhìn thẳng Bạch Tiểu Thuần và hỏi lại, Bạch Tiểu Thuần không ngừng kêu khổ, hiện tại nội tâm xoắn suýt, đáy lòng hắn vô cùng hối hận, hắn nhìn chằm chằm vào đối phương, đối phương chờ hắn trả lời. Ta... Ta không, hắn chưa nói dứt câu đôi mắt nam tử áo đen tỏa ra hào quang sáng người nhìn chằm chằm bạch tiểu thuần ân, sát khí vô cùng khủng khiếp như sóng thần bao phủ bạch tiểu thuần, chỉ cần hắn dám từ chối sẽ lập tức diệt hắn. Nên suy nghĩ trước khi trả lời, nam tử áo đen lại lên tiếng nhưng giọng nói như sấm sét chấn nhiếp tâm thần bạch tiểu thuần, dưới áp lực không thể hình dung, thân thể bạch tiểu thuần run lên, lần này hắn thật muốn khóc, vành đỏ rực, hắn cảm giác chỉ cần mình nói không gia nhập, nam tử áo đen sẽ một kích diệt mình. Ta, thân phận của ta mẫn cảm bạch tiểu thuần khẩn trương lên tiếng hạt nhân nam tử áo đen giật mình hắn lật tay phải cầm một ngọc giản lên xem xét trái tim bạch tiểu thuần đập mạnh tâm thần bất định suy nghĩ mình tuyệt đối phải rời khỏi nơi này chiến trường quá nguy hiểm nếu mình lưu lại sớm muộn gì cũng mất mạng bạch tiểu thuần lại tuyệt vọng nam tử áo đen thu hồi ngọc giản và lên tiếng không sao, nếu ngươi hy vọng lưu lại nơi này, bác mỗ sẽ giải quyết thân phận hạt nhân của ngươi, cứ quyết định như vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thành viên bác bì quân, bạch tiểu thuần nghe xong liền há hốc mồm, hắn thấy đối phương sắp đi liền hô to. Ta là thiên kiêu, xếp hạng thứ 10 trên tinh không đạo cực bảng. Ta có tự do, thiên kiêu rất tốt, nam tử áo đen không quay đầu lại, hắn trả lời như chém đinh chặt sắt. Ta ta không muốn gia nhập, ta có thể đối ý không?" Bạch Tiểu Thần hối hận, hắn không cam lòng hô to lên, đổi ý cũng vô dụng, ngươi bị trương dụng, nhiệm kỳ 10 năm." Nam tử áo đen vừa nói xong đã vung tay lên, trong tay hắn xuất hiện một cái lệnh bài màu tím, trên lệnh bài có đồ đằng lột ra sát khí đằng đằng và vô cùng khủng bố. Ta là một trong năm quân chủ trong Trường Thành, ta có quyền lợi trưng dụng bất cứ kẻ nào gia nhập quân đoàn, đan dược của ngươi không tệ, có trợ giúp với Trường Thành, Bạch Mỗ trực tiếp nói với ngươi, Bạch Tiểu Thuần, hôm nay ngươi lưu cũng phải lưu, không lưu. Cũng phải lưu, nam tử áo đen nói xong liền nói với Lý Hoành Minh. Lý Hoành Minh, có thuộc hạ, Lý Hoành Minh ngẩng đầu và lớn tiếng đáp lời dẫn hắn nhận quân giáp đưa hắn đi công giáp các nam từ áo đen bàn giao xong cũng mặc kệ tâm tình bạch tiểu thuần là gì hắn quay người đi xa bạch tiểu thuần khóc không ra nước mắt nam từ áo đen vừa dứt lời chung quanh có mấy chục tu sĩ sát khí đằng đằng đi tới những tu sĩ này trải qua nhiều chiến dịch sâu trong mắt mỗi người đều có màu đỏ rực bạch tiểu thuần hãi hùng khiếp vía khi bị bọn họ nhìn chằm chằm tâm thần chấn động không nhỏ hiển nhiên bạch tiểu thuần dám cự tuyệt trong nháy mắt tiếp theo những tu sĩ này sẽ ra tay giết hắn không chết không thôi nội tâm bạch tiểu thuần bi phẫn hắn càng hối hận vì mình náo quá lớn nếu cho ta cơ hội làm lại lần nữa, ta nhất định không làm như vậy, Bạch Tiểu Thuần sầu mi khổ kiểm, nam tử áo đen sắp biến mất, hắn cắn răng bất chấp tất cả quân chủ bạch tiểu thuần hét lớn một tiếng tiếng hô như sấm sét ánh mắt người bốn phía trở nên ác liệt lý hoành minh càng là lo lắng sợ bạch tiểu thuần mạo phạm bạch lân hắn hiểu bạch lân đây chính là người giết không chớp mắt cho dù là thổ dân hay tu sĩ đều như nhau bác bì quân quân pháp nghiêm khắc vì vậy hắn nháy mắt với bạch tiểu thuần bạch lân dừng bước lần thứ hai Ngươi có chuyện gì, Bạch Lân chậm rãi xoay người, ánh mắt băng hàn, lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần đã mang theo sát khí, tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, tim gan lạnh ngắt, chẳng những hắn có cảm giác như vậy, Lý Hoành Minh và tu sĩ chung quanh cũng hãi hùng khiếp vía người bảo ta gia nhập bác bì quân cũng được nhưng phải nói đãi ngộ bạch tiểu thuần chán ngán thất vọng cảm giác ánh mắt đối phương vô cùng đáng sợ cả lời nói cũng mềm nhũn nghe ngữ khí bạch tiểu thuần mềm nhũn lý hoành minh thở ra một hơi hắn hiểu bạch lân hắn biết đối phương là người hỉ nộ vô thường nếu bạch tiểu thuần trêu chọc hắn mặc kệ bạch tiểu thuần có địa vị gì bạch lân sẽ diệt sát ngay lập tức cả trường thành chỉ có thiên nhân mới có thể ngăn cản Trương dụng 10 năm, đãi ngộ hàng năm gấp 5 lần tinh không đạo cực tông. Các ban thường khác cứ cầm quân công đổi, Bạch Lân lạnh lùng lên tiếng, hắn muốn quay người lại quân chủ bạch tiểu thuần lại hô to lần nữa lúc này lý hoành minh ai thán hắn cảm thấy bạch tiểu thuần quá to gan này đổi lại là hắn sẽ không dám làm như vậy chẳng những hắn có cảm giác này tu sĩ chung quanh cũng như thế ánh mắt nhìn bạch tiểu thuần đã khác trước kẻ này quá to gan hiện tại bạch lân hít sâu một hơi trên người sinh ra sát khí khủng bố khí lãng khuếch tán ra chung quanh thiên địa biến sắc phong vân cuồn cuộn hắn chậm rãi quay lại như ma thần ánh mắt nhìn chằm chằm bạch tiểu thuần không nói một câu hắn càng như vậy không khí càng giá lạnh, thậm chí khu vực bác bì quân vô cùng yên tĩnh, nội tâm bạch tiểu thuần rung động, hắn cũng không muốn hô, hắn cảm thấy thời điểm này không nói thì sau này sẽ không thể nói, vì vậy kiên trì lên tiếng. Ta còn có hai người hộ đạo. Bọn họ là hảo huynh đệ của ta, phụ trách bảo hộ an toàn cho ta hiện tại bọn họ đáng thương lẻ loi một mình bên ngoài ta có thể gọi bọn họ tới đây không bạch tiểu thuần lên tiếng nếu tống khuyết và thần toán tử nghe được lời này hai người bọn họ chắc chắn sẽ phun máu tươi chửi bới không ngừng chuyện gia nhập quân đoàn trở thành người thủ vệ trường thành lúc nào cũng gặp sinh tử phàm là người có lý trí sẽ không chọn gia nhập cũng không ngờ bọn họ đã cao chạy xa bay lại bị bạch tiểu thuần nhớ thương như vậy gặp phải chuyện này còn kéo bọn họ vào cùng nói lời này là do bọn họ quá hiểu bạch tiểu thuần nhưng lọt vào tai lý hoành minh và bạch lân đã có ý nghĩa khác biệt bọn họ cảm thấy bạch tiểu thuần lo lắng mình ở trường thành không thể chiếu cố người mình những người hộ đạo là hảo huynh đệ của hắn bởi vì mất hắn sẽ gặp phiền toái đây là biểu hiện bạch tiểu thuần trọng tình lại liên tưởng bạch tiểu thuần có thể dưới áp lực lớn và sát khí của bạch lân đè ép cũng muốn nói lời này, Bạch Tiểu Thuần là người trọng tình trọng nghĩa, nghĩ tới đây sắc mặt Bạch Lân hòa hoãn lại. Bọn họ không thể, nhưng Bạch Mỗ có thể cho ngươi hứa hẹn, nếu ngươi lập nhiều đại công, bản thân cũng có thể trưng dụng huynh đệ trở thành thành viên bác bì quân, nói xong Bạch Lân không cho Bạch Tiểu Thuần cơ hội liên tiếp, lập tức biến mất ngay sau đó. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu, sau khi Bạch Lân biến mất, hắn lại nhìn Lý Hoành Minh, Lý Hoành Minh giống như cười mà không phải cười nhìn Bạch Tiểu Thuần, cười khan một tiếng tiểu thuần chúc mừng ngươi bị quân chủ coi trọng tự mình chưng dụng gia nhập bác bì quân phải biết người được quân chủ chưng dụng chính là vinh quang lớn lao bao nhiêu năm qua quân chủ chỉ chưng dụng ba người mà thôi ngươi là người thứ tư đáy lòng bạch tiểu thuần bi thương hắn không muốn trở thành người thứ tư nhưng hôm nay không có cách nào chỉ có thể nhận mệnh cười khổ đi theo lý hoành minh rời khỏi cửa hông bạch tiểu thuần vừa đi vừa nhìn lại nhìn cửa hông ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời hắn cảm giác mình mất đi tự do mất đi nhân sinh mất đi lý tưởng tại sao lại như vậy nội tâm bạch tiểu thuần cảm thán hối hận đi theo lý hoành minh nhận chiến giáp màu tím tuy nói mặc lên người hắn đẹp trai hơn không ít nhưng trong lòng bạch tiểu thuần không vui trên đường đi lý hoành minh càng nhiệt tình không ngừng giới thiệu lịch sử bác bì quân bạch tiểu thuần không có tâm tình lắng nghe sau đó bạch tiểu thuần đi tới công giáp các do bạch lân chỉ định đây là khu vực có hơn trăm lầu các thủ hộ xâm nghiêm lý hoành minh là thiên phu trưởng cũng bị thẩm tra mới cho vào công giáp các là một trọng địa của bác bì quân chỉ có đại sư luyện dược luyện phù và luyện bảo mới có thể cư trú ở đây tiểu thuần được quân chủ xem trọng lý hoành minh cảm thán sau khi đi vào công giáp các bạch tiểu thuần cũng phát giác nơi này khác với những nơi khác linh lực nồng đậm hơn chung quanh rất nhiều bạch tiểu thuần ngạc nhiên khi phát hiện nơi đây có linh lực tuy trên đường gặp một ít tu sĩ trong công giáp các sắc mặt kiêu căng lý hoành minh tiến lên chào hỏi những người lại làm làm như không thấy bạch tiểu thuần tức giận khi nhìn thấy cảnh như vậy có gì khó lường chứ bạch tiểu thuần nhìn thấy lý hoành minh bị vắng vẻ liền nói một câu Tiểu thuần, những người này đều là đại sư, tất cả vật tư chiến tranh đều cần bọn họ cung ứng, không sao, Lý Hoành Minh cười ha hà an ủi vài câu, hắn dẫn bạch tiểu thuần vào lầu các số 7 trong công giáp các, Lý Hoành Minh lại nói, tiểu thuần, ta chỉ có thể dẫn ngươi tới đây, về sau tất cả mọi người là người một nhà, ngươi có chuyện gì cứ tìm ta, Lý Hoành Minh lại dặn dò vài câu, lúc này quay người rời đi, bạch tiểu thuần nhìn thấy Lý Hoành Minh không vui rời đi, hắn quay người bước vào nơi ở, phạm vi nơi này không nhỏ, chiếm diện tích Ít mấy ngàn trượng, trừ một ít lầu các khác, bốn phía chỉ có sân rộng, con đường lát đá xanh rất chỉnh tề, khu vực này có linh khí yếu ớt, mặc dù linh khí nơi đây mỏng manh gần như không có nhưng sống thoải mái hơn khu vực bên ngoài rất nhiều sau khi quan sát một lúc bạch tiểu thuần không muốn đóng quân trường thành nhưng cảm thấy nơi đây không tệ thậm chí cách đó không xa còn có một hồ nước nhỏ mặt nước trong vắt hồ nước là thứ khó gặp tại man hoang bạch tiểu thuần trên đường tới trường thành chỉ thấy nước đen hiện tại gặp nước trong liền thả lỏng hơn không ít bỏ đi chỉ có thể lưu lại bạch tiểu thuần thở dài hắn ngồi bên cạnh hồ nước suy nghĩ con đường tương lai phải làm thế nào nhìn hồ nước trong có cá chép vàng bơi lội đám cá này có dâu rất dài xem ra đã sống không ít năm thân thể chúng hơi mờ, hiển nhiên không phải vật phàm có thể dùng làm thuốc nơi này có nuôi long ngư Cá này sống không ít năm, bên ngoài cực kỳ hiếm thấy, là linh dược chủ yếu luyện chế ngư long đan, bạch tiểu thuần nhìn vài lần, nghĩ tới những lầu các nơi đây đều có biển hiệu, con số rất nhỏ, sân lại càng lớn, hiển nhiên hoàn cảnh và phân phối rất đầy đủ, nơi này là lầu các số 7, hắn là một trong những đình viện đỉnh cấp trong công giáp các, long ngư cũng thuộc về đình viện, hôm nay đã thuộc về bạch tiểu thuần dựa theo ghi lại phải có một bầy long ngư tại sao chỉ có ba con bạch tiểu thuần kinh ngạc hắn không nghĩ nhiều tiếp tục suy nghĩ đột nhiên sắc mặt biến hóa hắn ngẩng đầu nhìn lầu các bên cạnh lại có một thân ảnh bay tới không biết dùng phương pháp gì lại không ảnh hưởng tới cấm chế trực tiếp bay vào trong sân bạch tiểu thuần đó là lão giả gầy gò nhưng sắc mặt kiêu ngạo tu vi kết đan hậu kỳ vừa bước vào đã nhìn thấy bạch tiểu thuần hắn hơi sững sờ nhưng không nói gì trực tiếp đi đến bên hồ tới trước mặt bạch tiểu thuần và nâng tay bắt một con long ngư liền rời đi, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn đã gặp nhiều kẻ không coi ai ra gì, nhưng chưa bao giờ gặp người nào như lão già trước mặt, không ngờ làm như không thấy và còn bắt long ngư chơ ớt mặt mình, bởi vì hắn đang buồn bực cho nên tức giận đứng lên. Ngươi làm gì? Luyện dược, lão già không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước bị quân chủ khi dễ cũng bỏ đi ngươi cũng để khi dễ ta bạch tiểu thuần bộc phát triệt để ánh mắt bắn ra hào quang hắn điểm vào mi tâm con mắt thứ ba mở ra ánh sáng tím bắn ra ngoài lão già kia biến sắc muốn lui ra sau nhưng không kịp miễn cưỡng ngăn cản nhưng long ngư đã bị bạch tiểu thuần cách không thu hồi và ném vào trong hồ nước bạch tiểu thuần hất tay áo lên hiện tại hắn đã hiểu rõ long ngư trong hồ không ít nhưng bị người khác lấy đi cũng là lão già trước mặt sắc mặt lão già khó coi hắn lui ra sau vài bước và cười lạnh nhìn bạch tiểu thuần. Lão Phu ở lầu các số 8 nhiều năm nhưng chưa bao giờ. Gặp kẻ nào cuồng vọn như ngươi, Lão Phu muốn long ngư ở lầu các số 7 này, về phần ngươi, chỉ là một tên tiểu tử, ta xem ngươi có thể càn rỡ ở đây bao lâu om sòm bạch tiểu thuần đang cảm thấy tức giận nghe xong lời này liền tiến lên một bước hàn khí bộc phát hàn băng bao phủ chung quanh hồ nước đóng băng triệt để tốc độ của hắn như thuấn di xuất hiện trước mặt lão giả lão giả biến sắc muốn lui về phía sau nhưng bạch tiểu thuần nhanh như thuấn di trong nháy mắt đã xuất hiện hắn nâng tay phải đánh ra một quyền một quyền này này mang theo ý cảnh nhân sơn quyết quyền kình như thái sơn áp đỉnh đánh lão giả phun máu tươi thân thể hắn bay ra xa mấy trăm trượng cút từ nay về sau long ngư thuộc về họ bạch bạch tiểu thuần lạnh lùng nói một câu ánh mắt lão giả oán độc khi rời đi đuổi lão giả gây sự không xem ai ra gì tâm tình bạch tiểu thuần tốt hơn một ít hắn ngồi bên cạnh hồ nước tới hoàng hôn nhìn mặt trời chiều thê lương bạch tiểu thuần cau mày đang muốn đứng lên thì phát hiện có vài đạo hào quang bay đến nơi đây những hào quang này bay tới lầu các của bạch tiểu thuần trong nháy mắt ba thân ảnh xuất hiện người đứng đầu chính là bạch lân hắn nhìn chằm chằm vào bạch tiểu thuần sau lưng hắn còn có hai người, trên người bọn họ có sát khí đáng sợ, đều có tu vi nguyên anh, Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên khi nhìn thấy Bạch Lân xuất hiện tại nơi này, bái kiến quân chủ, Bạch Tiểu Thuần đứng lên cúi chào Bạch Lân. Đã quen thuộc hoàn cảnh chưa, Bạch Lân lạnh nhạt hỏi thăm Bạch Tiểu Thuần. "Xem, xem như không tồi, chỉ là quá yên tĩnh." Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, cẩn thận trả lời lâm đào an bài một ít thị nữ tới đây phụ trách cuộc sống hàng ngày của bạch tiểu thuần bạch lân nghe xong liền phân phó lão giả bên trái lão giả gật đầu hắn lấy ngọc giản ra và truyền âm bạch tiểu thuần khẽ giật mình suy nghĩ mình nói chuyện có tác dụng như vậy đang nghĩ ngợi nói thêm điều gì đó bạch lân nhìn hồ nước trước mặt và lên tiếng trường thành tồn tại quá lâu còn lâu hơn cả tinh không đạo cực tông ngươi có thể tưởng trong tòa thành này vô số năm trước có bao nhiêu tu sĩ chinh chiến không ngừng chống cự man hoang sâm lấn không rất nhiều năm đại quân đoàn thiết huyết đường đã đóng quân tại nơi này suốt mấy vạn năm rồi nhiều đời người đến và đi trường thành vẫn tồn tại tuy năm đại quân đoàn có cạnh tranh nhưng vẫn hòa thuận chống cự kẻ địch phân biệt phụ trách khu vực khác nhau thủ hộ trường thành ngăn cản man hoang bước vào ánh mắt bạch lân đang nhìn hồ ước lúc này ngẩng đầu nhìn trời cảm khái một câu bạch tiểu thuần theo không kịp tiết tấu của đối phương cũng không biết bạch lân tới nơi đây và nói những lời này có ý nghĩa gì Năm đài quân đoàn, mỗi quân đoàn có một quân chủ, 10 vạn phu trường, dưới mỗi vạn phu trường có 10 thiên phu trường, từ đó suy ra là bách phu trường và thập phu trường. Bạch Mỗ chính là quân chủ bác bì quân thế hệ này, Bạch Lân nhìn Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt hơi lăng lệ ác liệt. Bạch Mỗ không thiện nói năng, nói chuyện có phần trực tiếp, một khi mở miệng sẽ không cải biến, tính cách cổ quái, có người nói ta hỉ nộ vô thường, có người nói ta giết người khát máu có người nói ta tương lai nhất định trở thành thiên nhân còn có người nói ta thiên tư tuyệt luân thông minh vô song còn nói ta tinh thông binh pháp tính toán thâm sâu nói rất nhiều ta không thích những lời này cũng không muốn nghe ta chỉ ưa thích một câu nói cũng rất hy vọng người khác lưu truyền người biết là câu gì không bạch lân hỏi bạch tiểu thuần cảm thấy bạch lân là người có tính cách quái lạ không đề cập thì thôi chỉ cần nói chuyện đã không có trật tự gì cả nghĩ đến đâu nói đến đó lời mở đầu và câu sau cùng không dính gì với nhau cả hắn trầm mặc bạch lân lại nhíu mày nhìn bạch tiểu thuần ta hỏi ngươi, ngươi biết ta thích nghe câu gì hay không, bạch lân nhìn chằm chằm vào bạch tiểu thuần, dường như rất muốn hắn trả lời. ta, ta không biết bạch tiểu thuần nháy mắt vài cái, hắn cảm thấy bạch lân quá không bình thường, ánh mắt bạch lân lạnh lẽo. bạch mỗ không thích người khác qua loa ta nội tâm. Bạch Tiểu Thuần muốn mắng chửi người nhưng địa vị và thực lực đối phương quá cao, Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ, chỉ có thể làm ra vẻ suy nghĩ, sau một lúc lâu hắn cố ý ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời và vỗ mông ngựa. Ta biết rồi, tiền bối muốn hậu nhân nhớ kỹ trong trường thành đã từng có tu sĩ tên là Bạch Lân Trinh Chiến Thiên Địa, thủ hộ trường thành, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình chém gió không chê vào đâu được, trong nội tâm đang đắc ý mình phản ứng nhanh thì Bạch Lân lên tiếng. Ngươi sai rồi, Bạch Lân thở sâu, ánh mắt bắn ra hào quang. Ta thích nghe tất cả mọi người nói, Bạch Lân có gia gia tốt bởi vì gia gia của ta chính là bán thần lão tổ của Tinh Không Đạo Cực Tông. Thiên nhân đại trưởng lão. Điều này nói rõ cái gì, điều này nói rõ trong Tinh Không Đạo Cực Tông không ai dám chọc ta, mà ta lại có thể trêu chọc bất cứ kẻ nào, cũng nói rõ ta có thể hoành hành không sợ trong trường thành. Càng nói rõ sau lưng bác bì quân chỗ dựa kinh thiên, đồng thời cũng nói rõ ta còn làm quân chủ bác bì quân một ngày, chúng ta muốn cái gì có cái đó, không có ta cũng sẽ đòi tông môn giao ra. Tóm lại, ta muốn nói cho ngươi biết, trong bác bì quân này, trừ thiên nhân cảnh trần tiền bối ra, ta lớn nhất, bạch lân ương ngạnh nói một câu, sau đó hắn nhìn thẳng bạch tiểu thuần. Ngươi hiểu chưa? Ách! hiểu bạch tiểu thuần ngơ ngác nhìn bạch lân cuối cùng hắn hiểu đối phương muốn làm gì hắn đang khoe khoang bối cánh bản thân từ loại trình độ nào đó mà nói kẻ này có ham mê giống mình ưa thích náo nhiệt về phần đối phương nói trần tiền bối bạch tiểu thuần biết đó là phụ thân trần nguyệt san là lão giả ba mắt bạch lân thỏa mãn gật gật đầu hai người sau lưng hắn không nói gì cả hiển nhiên đã sớm quen tính cách và lời lẽ bạch lân như vậy ngươi biết ta thích nghe cái gì cũng hiểu ở chỗ này ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó mà ngươi cũng biết ta muốn cái gì bạch lân ta muốn quân công trong mắt bạch lân bắn ra hào quang cuồng nhiệt hắn nhìn chằm chằm bạch tiểu thuần và nói một câu ta muốn là quân công giết nhiều thổ dân hơn nữa thu nhiều oan hồn hơn trước đánh thắng nhiều chiến dịch cho nên ta trưng dụng ngươi gia nhập bác bì quân, ngươi phải ở đây luyện dược cho tốt, luyện chế đan dược ngươi dùng trên tường thành, chỉ cần ngươi làm được điểm này, ngươi có thể muốn cái gì trong trường thành cũng được, ta sẽ giải quyết cho ngươi, cho dù trong tông môn xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể xử lý giúp ngươi. Ví dụ như tinh không đạo cực tông sẽ ban cho nghịch hà tông nhiều danh ngạch tu hành hơn trước, ví dụ như bỏ qua thân phận hạt nhân của ngươi, thậm chí ngươi muốn xem công pháp gì ta cũng có thể xử lý ta xử lý không được, ra, ra của ta sẽ xử lý giúp ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi phải cho ta quân công cho nên bạch tiểu thuần ngươi phải luyện ra đan dược này hơn nữa còn phải luyện thật nhiều càng nhiều càng tốt uy lực lớn hơn trước bạch lân lên tiếng quần là áo lượt không đáng sợ quần là áo lượt có bản lĩnh mới đáng sợ quần là áo lượt có bản lĩnh và trí khí càng đáng sợ bạch tiểu thuần nhìn thẳng bạch lân đáy lòng cảm xúc rất sâu cảm thấy mọi người đều họ bạch vì sao chỗ dựa của đối phương cứng như vậy bản thân mình không có chỗ dựa gì vì vậy trong lòng ê ẩm sau khi nghe yêu cầu của đối phương bạch tiểu thuần đã dự kiến Trước việc này, vừa nghĩ tới những chuyện xảy ra khi mình luyện dược, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình phải nói rõ, nếu không một khi xảy ra vấn đề gì, Bạch Tiểu Thuần hai lần tiếp xúc với Bạch Lân, hắn cảm giác đối phương sẽ trực tiếp nổi giận với mình, dù sao nơi đây không phải Nghịch Hà Tông, tại Nghịch Hà Tông, Bạch Tiểu Thuần có thể hoành hành không sợ, nơi này cũng không phải Tinh Không Đạo Cực Tông, không có Đỗ Lăng Phỉ giúp đỡ, nơi này là tiền tuyến, cũng là khu vực giết chóc như cơm bữa, cảm nhận sát khí trên người của mọi người, Bạch Tiểu Thuần tin tưởng, nếu mình gây rắc rối, sợ rằng cái mạng nhỏ khó bảo toàn, trừ phi mình có bản lĩnh thoát khỏi trường thành, nghĩ đến đây Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi nhìn Bạch Lân. "Quân chủ, muốn luyện chế đại lượng tụ hồn đan, đây không phải vấn đề, đây là đan dược do ta sáng tạo ra nhưng quá trình luyện chế không ổn định, cũng khó truyền thụ cho người khác." hơn nữa ngươi cần tụ hồn đan uy lực lớn ta cần thời gian nghiên cứu và luyện chế không phải không thể làm được ta từ nhỏ đến lớn mỗi khi luyện dược đều xảy ra đại sự bạch tiểu thuần nhanh chóng lên tiếng loại chuyện như vậy không thể giấu giếm bởi vì sẽ xảy ra chuyện lớn không sao luyện dược có thể xảy ra chuyện gì bạch lân vung tay lên không cho là đúng ta nói thực, quân chủ, lúc đầu ta ở Linh Khê Tông, bởi vì luyện dược cho nên bầu trời đổ mưa axit, quần áo vô số người bị ăn mòn. Có thể làm rất nhiều động vật nhỏ biến dị, còn rất nhiều chuyện đáng sợ khác. Có khả năng xuất hiện thiên lôi đánh nát động phủ của ta. Thậm chí vạn xà cốc phía sau Linh Khê Tông cũng bị đan dược của ta san bằng, Bạch Tiểu Thuần cẩn thận giải thích, hai người sau lưng Bạch Lân nghe hắn nói cũng phải nhíu mày không phải một ít vấn đề nhỏ sao, không sao, Bạch Lân trần chờ lại vung tay cho qua. Ta còn chưa nói xong, Bạch Tiểu Thuần xấu hổ, tiếp tục nói. Sau khi ta đi vào huyết khê tông, ta cũng luyện dược tại đó, kết quả lò đan nổ tung. Đan dược sinh ra sương mù màu đỏ, người của cả một ngọn núi bị tiêu chảy tới mức hư thoát lại càng không cần phải nói trí huyễn đan gây ảo giác cho nhiều người phát sinh rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi đúng rồi ta còn kém chút san bằng một ngọn núi bạch tiểu thuần nói đến đây hai người sau lưng bạch lân có tu vi nguyên anh càng có thân phận vạn phu trường cũng hãi hùng khiếp vía nhất là bạch tiểu thuần miêu tả rất kỹ càng bọn họ hoảng sợ cảm thấy bạch tiểu thuần chính là ngôi sao tai họa trọng yếu nhất bọn họ nhận ra bạch tiểu thuần không nói dối cũng nhìn hắn đang sớm nói cho bọn họ biết hậu quả khi hắn luyện đan bạch lân cũng nhíu mày hơi do dự một lát nhưng lại vung tay lên không sao ngươi phụ trách luyện dược là được chuyện khác cứ giao cho bổn quân ngươi cần gì cứ mở miệng vấn đề do luyện dược sẽ có người xử lý bạch tiểu thuần nghe lời này cũng thở ra một hơi chính mình đã ăn ngay nói thật nếu sau này có chuyện gì cũng không thể trách hắn những năm qua cũng có nhiều người nói với ta như vậy dường như cuối cùng đều hối hận đáy lòng bạch tiểu thuần nói thầm một câu hắn hồi tưởng lại cuộc đời mình hắn cũng cảm khái ánh mắt nhìn thẳng bạch lân bạch tiểu thuần nhớ đối phương nói muốn cái gì có cái đó vì vậy không khách khí lên tiếng ta muốn một trăm lò đan tốt nhất mỗi một lò đan đều cần luyện đan thành công ít nhất phải là tam phẩm phải có đủ mùi thuốc, phẩm dai cao, tốt nhất là giống như đúc, bằng không chỉ thời gian làm quen lò đan cũng lãng phí thời gian, chính là lãng phí quân công, bạch tiểu thần cố ý tăng thêm câu cuối cùng. Không thành vấn đề, Bạch Lân nghe 100 lò đan, còn nhiều yêu cầu như vậy nên suy nghĩ một chút, dù sao lò đan đáp ứng yêu cầu có giá trị rất cao, khi hắn nghe câu nói sau cùng của Bạch Tiểu Thuần Liên gật đầu còn cần một vạn khối hỏa tinh thượng phẩm những hỏa tinh không được tiết ra một chút hỏa lực nào nhất định phải no đủ một vạn khối chỉ có thể dùng trong một tháng mỗi tháng đều phải có yêu cầu này đơn giản bạch lân cười nói với hắn mà nói vấn đề linh thạch là không có áp lực gì còn cần ngũ xác hỏa lục xác hỏa thất xác hỏa bát xác hỏa làm nhiên liệu bạch tiểu thuần thấy bộ dáng bạch lân như vậy liền nói yêu cầu tiếp theo ta ta hết sức bạch lân do dự nhưng vẫn đáp ứng còn một ngàn vân hồn điệp một ngàn linh can một ngàn hư không hoa, Bạch Tiểu Thuần nói một hơi mấy chục loại dược thảo, mỗi một đều tồn tại trong tinh không đạo cực tông nhưng muốn mua cần điểm cống hiến xa xỉ, thậm chí còn có một chút cần bài danh tinh không đạo cực bảng mới có thể mua được, có vài loại là dược thảo gần như tuyệt tích, Bạch Lân tài đại khí thô, nghe xong cũng đồng ý, đúng rồi, luyện dược hao phí tu vi, hao phí tinh lực, hoàn cảnh nơi đây rất gian khổ, muốn ta luyện dược không gián đoạn, ta cần linh dịch cực phẩm để khôi phục, Bạch Tiểu Thuần vắt hết óc cũng không nghĩ ra cái gì khác vì vậy đổi biện pháp làm thịt một đao hắn nói có lý có cứ bạch lân cũng đáp ứng cho ngươi còn trong mắt bạch lân bắn ra hàm quang trên người hắn sinh ra sát khí ngươi muốn ta cũng có thể cho ngươi nhưng ta muốn ngươi nếu là chuyện khác ta có thể làm không được chỉ là việc luyện dược bạch tiểu thuần ta nói thành là sẽ thành bạch tiểu thuần khoát tay hắn cắt lời bạch lân và kiêu ngạo đáp một câu hắn không cho phép người ta nghi ngờ khả năng luyện dược của mình bạch lân sững sờ chẳng những không tức giận mà còn cười tươi hắn tôn trọng người có bản lĩnh bạch tiểu thuần càng cao ngạo như vậy hắn càng cảm thấy bạch tiểu thuần có bản lĩnh hắn cũng không muốn có ngoài ý muốn xuất hiện dù sao trong trường thành này không có người nào dám lừa gạt bạch lân hắn nếu bạch tiểu thuần cuối cùng không luyện ra cái gì, hắn sẽ cho bạch tiểu thuần biết hậu quả khi lừa gạt hắn. Tốt, ngươi muốn những vật phẩm này, tối đa ba ngày sẽ có người đưa qua, ngươi còn yêu cầu gì cứ đưa ra, bạch mỗ chỉ muốn kết quả cuối cùng, bạch lân cười ha hả, bạch tiểu thuần suy nghĩ một lúc, ánh mắt nhìn qua đình viện số 8. Bên cạnh, chỉ sợ đình viện của ta không thể chứa hết 100 lò đan khục khục, đình viện số 8 có lão đầu đắc tội ta, tính cách bạch tiểu thuần cẩn thận, lão đầu bên cạnh không thèm quan tâm tới hắn, đến nơi này cướp đoạt không nói, lúc gần đi còn oán độc nhìn mình, bạch tiểu thuần đã sớm nhìn rõ, bởi vì hắn vừa đến cho nên không muốn làm lớn chuyện nên bỏ qua cho lão đầu kia trước mắt phát hiện bạch lân xem trọng tụ hồn đan như vậy, bạch tiểu thuần cảm giác mình nên đưa ra một ít điều kiện, vì vậy mới nhờ bạch lân xử lý lão đầu, bạch lân giật mình, hắn thâm ý sâu sắc nhìn bạch tiểu thuần. Bạch Tiểu Thuần, ngươi cũng đã biết, ngươi yêu cầu càng nhiều thì càng không thể thất bại. Từ hôm nay trở đi, đình viện số 8 sẽ thuộc về ngươi. Về phần Trần Đại Sứ. Hai người các ngươi sẽ không gặp nhau trong 10 năm, mặt khác Bạch Lân hất tay áo lên, không chờ hắn nói xong bên phía tường thành có tiếng nổ mạnh vang lên, tiếng nổ mạnh làm cả chủ thành chấn động, sắc mặt mọi người biến hóa, Bạch Lân mở to mắt nhìn sang, Bạch Tiểu Thuần cũng chấn kinh, lập tức nhìn sang hướng tường thành, trên tầng mây lờ mờ bên ngoài tường thành có vòng xoáy xuất hiện, vòng xoáy khổng lồ không thấy giới hạn, oan hồn vô cùng vô tận hiện thân, dường như thoát ra khỏi lao tù vọt ra khỏi vòng xoáy tấn công tường thành, số lượng nhiều đến mức người nhìn thấy cũng phải hoảng hốt số oan hồn kia lệ khí kinh người thậm chí những tu sĩ chém giết vô số năm không tránh né kịp đã bị oan hồn vây quanh lúc oan hồn tản đi những tu sĩ kia biến thành thây khô sao lại như thế có người dùng đại pháp lực điều động minh hà sắc mặt bạch lân biến hóa hắn không kịp nhiều lời đã hóa thành hào quang bay sang tường thành bạch tiểu thuần cũng hít khí lạnh nhìn cảnh tượng trước mắt hắn lại cảm nhận nguy cơ sinh tử cũng hiểu đây mới thật sự là trường thành thời thời khắc khắc đều có chiến hỏa bộc phát bạch tiểu thuần thở dài bỗng nhiên hắn ý thức được tụ hồn đan của mình thật sự có tác dụng không nhỏ với trường thành hắn từng tành công luyện ra tụ hồn đan hiện tại cần tăng uy lực của nó lớn hơn mà thôi việc này có khó khăn Hắn phải điều chỉnh đan phương mới được, Bạch Tiểu Thuần đắm chìm trong đan đạo nhiều năm, cũng thành công luyện ra Nghịch Hà Đan, lúc này chỉ tăng thêm uy lực cho tụ hồn đan, hắn tin tưởng mình sẽ làm được, hắn không lo lắng khi luyện dược mà là sợ quá trình luyện dược xảy ra đủ vấn đề, nếu Bạch Lân đã đồng ý, Bạch Tiểu Thuần cũng yên lòng, hắn cảm thấy dược đạo của bản thân có khả năng phong sinh khởi thủy tại Trường Thành, nghĩ tới đây Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, hắn ẩn ẩn cảm thấy việc này cũng không tệ. Dù Bạch Tiểu Thuần ta đi tới nơi nào cũng tỏa sáng như sao, ai ta cũng không muốn đâu, Bạch Tiểu Thuần nói thầm một câu, hắn lại hát tiểu khúc đi vào trong lầu. Các ngày hôm sau có rất nhiều tu sĩ đi vào lầu các số 8, thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn nghe được Trần Đại sư gào thét nhưng âm thanh nhanh chóng biến mất. Đình viện số 8 bị dọn trống không, thậm chí Bạch Tiểu Thuần vách tường hai bên đình viện bị dỡ xuống, cuối cùng đình viện số 7 của Bạch Tiểu Thuần cũng kết nối với đình viện số 8, thậm chí ngay cả trận pháp cũng dung hợp với nhau chỗ ở của bạch tiểu thuần cũng mở rộng gấp đôi mặt đá xanh cũng dính với nhau thậm chí trình độ linh khí cũng tăng lên mặc dù vẫn mỏng manh nhưng linh khí là thứ xa xỉ tại trường thành cũng chỉ có đại nhân vật như vạn phu trường mới được hưởng thụ bạch tiểu thuần rời khỏi lầu các nhìn thấy đình viện khổng lồ trước mặt hắn cảm thấy mỹ mãn đây có khả năng là động phủ lớn nhất đời hắn không tệ, không tệ, Bạch Tiểu Thuần càng nhìn càng ưa thích, địa phương lớn như thế cũng chỉ có một mình hắn nên có phần trống trải, lúc giữa chưa một vạn phu trường bác bì quân an bài hơn 10 thị nữ chiếu cố cuộc sống cho hắn, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nơi đây đã hoàn mỹ, bởi vì Bạch Tiểu Thuần đến nơi đây, sáng sớm hôm sau Trần Đại Sư ở đình viện số 8 đã bị bác bì quân mời đi, an bài tại địa phương khác, chuyện này cũng làm các đại sư công giáp các khiếp sợ, mỗi tu sĩ ở nơi này đều có thanh danh hiển hách, tuy không thân thiết với nhau nhưng không vui cách làm hung. Hăng càn quấy của Bạch Tiểu Thuần. Kẻ này có thể hung hăng càn quấy mấy ngày hừ bác bì quân bạch lân quân chủ chỉ xem kết quả bạch tiểu thuần cho hắn kết quả tốt còn dễ nói hắn không làm được chắc chắn sẽ trả giá thật nhiều bạch lân cho càng nhiều sau khi thất vọng sát ý lại càng lớn kẻ ngu dốt này sớm muộn gì cũng chết những đại sư trong công giáp các âm thầm nghị luận với nhau bạch tiểu thuần không biết những chuyện này hai ngày sau hắn đi ra ngoài tản bộ đã phát hiện tu sĩ gặp mình đều có thái độ lạnh lùng hừ, xem gia đình viện của ta vẫn còn nhỏ, Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm lại đi qua một ngày, vào lúc hoàng hôn Bạch Tiểu Thuần đi ra ngoài một vòng, sau khi quay về đình viện liền phát hiện việc vui, hắn nhìn thấy trong đình viện có nhiều đan lô hoàn mỹ, bên cạnh đan lô còn có một lão giả đi sau lưng Bạch Lân mấy ngày hôm trước, Bạch Tiểu Thuần nhớ rõ, lão giả này là một trong 10 vạn phu trường bác bì quân, sau lưng lão giả còn có bốn thanh niên, bọn họ lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, không nói một lời, những lò luyện đan trước mặt có màu xanh đen, thậm chí hình dạng giống nhau như đúc, phía trên có khắc kỳ lân, mỗi lò đan đều có mùi hương thơm ngát. Lò đan thật hoàn mỹ, những lò đan này đều là tam phẩm, bạch tiểu thuần hít khí lạnh, tâm tình kích động, hắn ngẩy người ngắm nhìn lò đan trước mặt, cũng không lập tức chạy tới gần kiểm tra, hắn càng nhìn càng động tâm, đôi mắt sinh ra hào quang sáng ngời, hắn nhìn thấy bên cạnh lò đan có vài chục túi chữ vật, bạch tiểu thuần cầm lên xem xét, hắn kích động hít thở dồn dập trong những túi chữ vật có một vạn hỏa tinh và các loại tài liệu mà hắn yêu cầu, ngay cả linh dịch khôi phục cũng được chuẩn bị sung túc. Bạch Lân không nói khoác ba ngày thời gian ba ngày đã làm xong bạch tiểu thuần thở sâu trong mắt mang theo hạnh phúc và kiên định đối phương hứa hẹn đã làm được như vậy hắn bạch tiểu thuần cũng cố gắng hoàn thành hứa hẹn của bản thân nghĩ tới đây bạch tiểu thuần ngẩng đầu nhìn qua lão giả vạn phu trường bác bì quân làm phiền truyền cáo quân chủ bạch tiểu thuần sẽ toàn lực ứng phó bạch tiểu thuần trầm giọng lên tiếng lão giả nghe xong liền gật đầu bốn người này là trụ cột trong quân đoàn của lão phu bạch đại sư gánh trách nhiệm lớn tránh bị nhân tố khác ảnh hưởng lão phu an bài bốn người bọn họ lưu lại thủ hộ lão giả nói với bạch tiểu thuần xong liền quay người rời đi bốn thanh niên sau lưng hắn bị lưu lại thái độ bốn người này lạnh như băng bọn họ đi sang khu vực cách đó không xa đà tọa đối với bọn họ mà nói nói thủ hộ nơi này không bằng nói là trông chừng dù sao giá trị những vật này quá lớn cho dù là bạch lân cũng phải hao phí không ít tâm tư mới có được ánh mắt bạch tiểu thuần nhìn qua bốn người trước mặt trực tiếp xem nhẹ bọn họ tâm thần của hắn bị những lò đan trước mặt hấp dẫn hắn cảm thấy ngứa tay muốn luyện chế đan dược ngay lập tức đã lâu không luyện dược bạch tiểu thuần liếm liếm bờ môi đôi mắt tỏa sáng cảm giác được luyện dược không có bất cứ nỗi lo nào bạch tiểu thuần cảm thấy nhân sinh thật mỹ hảo nghĩ tới đây hắn cười lớn bốn thanh niên nghe bạch tiểu thuần cười liền nhìn sang bọn họ khó chịu nhưng không lên tiếng tăng uy lực tụ hồn đan không phải vấn đề tăng dược lượng cao hơn còn cần phối hợp với các linh dược khác phương thức phải điều chỉnh cho phù hợp bạch tiểu thuần thở sâu hắn mở những túi chữ vật và ngồi xuống sau đó bắt đầu cầm dược thảo nghiên cứu trong đầu hắn đang suy nghĩ cách luyện chế đan dược chậm rãi chỉnh sửa đan phương thời gian ba ngày trôi qua thật nhanh ba ngày này bạch tiểu thuần không ngủ không nghỉ hắn toàn tâm toàn ý cải tiến phương thuốc trong mắt xuất hiện tơ máu thậm chí có đôi lúc đi tới đi lui trong đình viện miệng không ngừng lẩm bẩm làm như vậy không được dùng phương pháp rèn luyện Linh khí nơi đây không nhiều, không thể thành công. Phong kín lò đan, chọc khí lắng xuống khi dung đan. Làm vậy khí lưu không thông, nguy hiểm tạc lô rất lớn, bạch tiểu thuần cau mày, hắn không ngừng nói thầm, cử chỉ điên rồ, bốn tu sĩ thủ hộ nhìn nhau, cảm thấy bạch tiểu thuần không bình thường.